Rồi xin chào các bạn, hiện tại thì đoàn chúng tôi đã tới được cái khu nghỉ dưỡng truyền thống kiểu Nhật rồi. Đoàn của chúng tôi hôm nay tới đây rất là sớm sủa, 5 giờ chiều giờ Nhật Bản. Hello chị Đạt. Hiện tại bên Việt Nam mới có 3 giờ chiều mà thôi. Wow, anh em lựa được bộ đồ quá đẹp. Bông hoa lá cành như thế này đó, cái này là thiết kế mới đó. Cái này chụp hình lên rất là đẹp luôn á. Wow. Dạ, mình có thể là đem lên trên phòng trồng vô cũng được, mà trồng vô liền bây giờ cũng được nha. Dạ. Còn cái thắt lưng Obi thì là lấy trên phòng nha. Chị Đạt nhớ lấy dép cho. Yes, chị Đạt nhớ lấy dép cho em mấy bé luôn nha. Yes. Con là size mấy? Con size mấy? Con đứng vô đi, chú Thành nói cho size cho con. Con size L nha. Nam nữ mặc chung luôn đó bác. Hãy lựa cho mình một cái bộ đồ thiệt là nổi bật. Đẹp đó bác. Đúng rồi, bác lấy bộ đó là bao đẹp luôn. Dạ. Xuân Hồng. Toilet ở đây. Wow, good day mate. Đâu toilet ở đây nè chị. Chú Quốc qua lựa đồ đi chú Quốc. Lấy rồi hả? Đâu bộ đồ của con đâu? Con gái Thanh Hà, bộ đồ của con đâu? Có gì khoe chú Thành không? Oa, wow, có đôi dép dành cho em bé luôn kìa. Khoái đẩy. Khoái đẩy. Bộ đồ của bác đâu? Bác lấy màu gì? Wow, đẹp quá trời. Tắm rửa mới mặc hay sao? Dạ đúng rồi. Bây giờ mặc vậy? Bây giờ mặc luôn, mặc bộ này vô trong chỗ tắm luôn. Khi nào chúng ta còn khi nào chúng ta có ở trong đây là chúng ta sẽ mặc bộ đồ này. Dạ, yeah, đúng rồi. Mặc luôn hả? Bây giờ mặc luôn. Bây giờ chỗ nào vô người nhận phòng mới thay quần áo nha, mặc chứ không đổi. Đúng rồi, đúng rồi. Để nhận phòng đi rồi thay. Dạ. Đẹp quá trời luôn, em thấy tại vì cái này là cái kiểu bông bông này là họ mới có khoảng cỡ 3 tháng nay thôi. Cột vô cái sợi dây cột thì họ để trên phòng á chị. Yes. Wow, cái này thì nhìn nó rất là chững chạc. Ồ, anh nghĩ chắc anh ơi em lựa thử size của em bé thử coi. Đây nè anh, em qua đây em lấy size L của em bé thử coi. Không, cứ thử, cứ thử vô, thử. Thử vô. Size L nha. Size L của em bé, đúng rồi, cái màu môn đẹp quá trời luôn á. Wow. Chị Ngọc Nhi, wow, quá đẹp luôn. Cái này mình thấy vậy chứ mình thắt cái lắc lưng vô một cái là đẹp tuyệt vời. À cái áo khoác để mà người ta cho mình mượn để mình chụp hình. Dạ yeah, cái này mình khoác vào để chụp hình. Ở đây nó có cái logo của cái tập đoàn Oedo. Dạ yeah. Ok phải đó. Người lớn. Ở đây có rất là nhiều những cái máy bán hàng tự động. Ở đây có thùng rác luôn nha. Quý vị nào đang giữ rác trong người xuống đây đổ rác luôn nha. Yes. Đây là khu nghỉ dưỡng truyền thống kiểu Nhật, Isawa Onsen Single. Yes. Đâu? Đâu con nói tiếng Anh cho chú Thành nghe coi. Oh yeah. Rồi xong. Thôi bây giờ em sẽ gửi chìa khóa cho đoàn mình nha. Và thông báo cái giờ đi ăn tối luôn. Ồ. Tắm xong mới ăn tối. Nó mới hay. Dạ. Wow, cái màu này, ui cái này thiết kế mới nè. Ui cái màu này em mới thấy lần đầu tiên luôn á. Đúng rồi. Cái này là XL mới có thôi. Biết ngay mà thấy không? LL mới có thôi, cái màu này cái kiểu này là em mới thấy lần đầu tiên luôn đó. Samurai, kiếm sĩ samurai. Wow. Hello. Có gì nói không?
Đây là chìa khóa phòng của đoàn của chúng tôi. Đây, cái chìa khóa phòng của tập đoàn Oedo. Đây là cái logo của tập đoàn Oedo. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video clip này nha. Tấn Thành sẽ quay trở lại một lát nữa thôi.